bắt giữ hàng tấn nước hoa không rõ nguồn gốc ở Hà Nội. Nữ dược sĩ bệnh viện trợ rẫy tử vong sau khi tiêm vaccine Covid-19. Ông Putin hạ thấp nguy cơ chiến tranh thế giới thứ ba, kể cả khi Nga đánh chìm tàu chiến Anh. Hơn 230 người chết trong 4 ngày nóng lịch sử ở Canada. Nghi vấn, bom hàng không mẫu hạm sân đông của Trung Quốc bị hư hại nghiêm trọng. WHO công nhận Trung Quốc xóa sổ sốt rét sau 70 năm. Quý vị và các bạn đang theo dõi một cập nhật tin tổng hợp sáng ngày 1 tháng 7 của DKN TV và sau đây là các nội dung chi tiết. Mở đầu chương trình, kính mời quý vị và các bạn đến với cập nhật nhanh về tình hình trong nước. Kính thưa quý vị, Cơ quan quản lý thị trường ở Hà Nội tối ngày 30 tháng 6 đã bắt giữ kho hàng chứa hàng tấn nước hoa các loại không rõ nguồn gốc. Theo báo Vietnamnet, kho hàng cực lớn trên chứa các loại nước hoa, mỹ phẩm của nhiều thương hiệu nổi tiếng tại địa chỉ 76 An Dương, phường Yên phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội. Ông Nguyễn Thế Sơn, đội trưởng đội quản lý thị trường số 9 cho biết, đơn vị đã theo dõi hoạt động của kho hàng khoảng 2 tháng nay, nhưng do dịch bệnh Covid-19 nên đến thời điểm này mới tiến hành kiểm tra và bắt giữ. Theo ông Sơn, kho hàng được ngụy trang rất kỹ, thậm chí gắn camera theo dõi. Bên trong có hàng tấn nước hoa các loại được sản xuất theo quy trình công nghiệp. Vào thời điểm kiểm tra, chủ kho hàng có mặt làm việc với cơ quan chức năng nhưng không xuất trình được giấy tờ về nguồn gốc của số hàng trên. Được biết, do số lượng quá lớn nên cơ quan chức năng sẽ tiến hành niêm phong và tiếp tục kiểm đếm. Kính thưa quý vị, liên quan đến cái chết của nữ dược sĩ bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh, truyền thông trong nước ngày 30 tháng 6 loan báo, kết quả khái nghiệm tử thi bước đầu xác định do phù phổi cấp. Theo báo cáo từ Viện Kiểm sát Nhân dân quận Tân Phú, khoảng 20 giờ ngày 25 tháng 6, sau khi ăn cơm cùng với gia đình, chị BTL sinh năm 1983 là dược sĩ, làm việc tại Bệnh viện Trợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh có biểu hiện mệt mỏi nên đã đi nghỉ. Một lúc sau, khi người nhà hỏi thăm thì chị L không trả lời được và ngất đi. Người thân đã đưa chị đến Bệnh viện Trợ Rẫy để cấp cứu đến khoảng 21 giờ 37 phút, bác sĩ thông báo chị L đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Kết quả khám nghiệm tử thi ngày 26 tháng 6, xác định hai phổi của chị L bị phù, có nhiều dịch bọt trong đường thở. Bệnh nhân tử vong do phù phổi cấp. Được biết trước đó, nữ dược sĩ đã được tiêm vaccine COVID-19 mũi thứ hai. Nguyên nhân tử vong của bệnh nhân cần phải chờ kết luận chính thức của Hội đồng Y khoa. Bình luận về việc nguyên nhân tử vong của bệnh nhân có liên quan gì đến việc tiêm vaccine trước đó hay không? Trao đổi với báo Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo bệnh viện Trợ Rẫy nói không bình luận và cho biết Bộ Y tế sẽ thông tin chính thức về vấn đề này. Trước đó, Việt Nam đã ghi nhận 6 trường hợp tử vong sau khi tiêm vaccine COVID-19, bao gồm một nam giáo viên 26 tuổi ở Hà Nội, một nữ nhân viên y tế 35 tuổi ở An Giang, một công nhân 27 tuổi và một tài xế 46 tuổi ở Bắc Giang, một cán bộ tên P 55 tuổi ở Bình Thuận cùng với một thượng úy công an ở tỉnh Trà Vinh. Chỉ có trường hợp nữ nhân viên y tế ở An Giang được xác định nguyên nhân tử vong là do sốc phản vệ trên cơ địa quá mẫn với non-steroid chỉ một ngày sau tiêm vaccine COVID-19. Những trường hợp còn lại được xác định tử vong không rõ nguyên nhân hoặc là do bệnh lý. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn đến với phần tin thế giới. Thưa quý vị, trong chương trình trực tiếp, đường dây nóng với Tổng thống Vladimir Putin ngày 30 tháng 6, Người đứng đầu nước Nga đã đề cập đến sự cố liên quan đến khu trục hạm Defender của Anh ở khu vực Biển Đen cách đây một tuần. Ông Putin nhấn mạnh đây là hành động khiêu khích tập thể và dù Nga có đánh chìm tàu này đi nữa thì nguy cơ chiến tranh thế giới thứ ba cũng không xảy ra. Người đứng đầu Điện Kremlin cho rằng việc tàu Defender vào chiều ngày 23 tháng 6 đã tiến sâu vào vùng biển của Nga ở khu vực mũi Finland thuộc bán đảo Crimea không chỉ là hành động khiêu khích của Anh mà nó còn có sự phối hợp của Hoa Kỳ ông Putin đặt vấn đề. Chỉ vài ngày trước đã diễn ra hội nghị thượng đỉnh ở Geneva giữa Tổng thống Mỹ và Nga. Vậy tại sao lại thực hiện một hành động khiêu khích như vậy? Tại sao tất cả những điều này lại được thực hiện? Ông Putin cũng tuyên bố, theo quan điểm của ông, không có nguy cơ châm ngòi cho chiến tranh thế giới thứ ba với vụ việc này. Tổng thống Nga lưu ý, một kịch bản tồi tệ như vậy sẽ không xảy ra, ngay cả khi lực lượng Nga đánh chìm SMS Defender. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Khu trục hạm Defender đã tiến sâu vào vùng biển của Nga 3 km ở khu vực mũi Fireland thuộc bán đảo Crimea khiến hạm đội Biển Đen và lực lượng tuần duyên của Nga phải bắn cảnh cáo. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Anh đã bác bỏ thông tin này, cho rằng tàu Defender đang di chuyển trên tuyến đường được luật pháp quốc tế cho phép. Nga đã chiếm và sắp nhập bán đảo Crimea từ tay của Ukraine vào năm 2014 và coi vùng biển xung quanh bán đảo là hải phận của nước Nga các nước phương Tây vẫn coi Crimea là một phần của Ukraine và bác bỏ yêu sách của Nga đối với các vùng biển xung quanh bán đảo này. Chuyển sang một cập nhật đáng chú ý khác. Tỉnh bang British Columbia của Canada đã ghi nhận ít nhất 233 người chết kể từ ngày 25 tháng 6 tới ngày 28 tháng 6 vì nắng nóng, với nhiệt độ kỷ lục lên đến 46,6 độ C. Ngày 28 tháng 6, Canada ghi nhận nhiệt độ cao chưa từng có trong lịch sử, lên tới 47,9 độ C ở Lytton thuộc British Columbia, cách Vancouver khoảng 250 km về phía đông. Cơ quan dự báo thời tiết cho biết kỷ lục sẽ lặp lại vào ngày 29 tháng 6, với nhiệt độ được dự đoán lên tới 48,8 độ C ở phía tây Canada. Giới chức Canada cho biết ít nhất 233 người đã thiệt mạng ở British Columbia từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 28 tháng 6, nhiều hơn khoảng 100 người so với mức trung bình được ghi nhận trong khoảng thời gian 4 ngày. Con số này dự kiến sẽ tăng lên khi dữ liệu được cập nhật. Các nhà điều tra đang thu thập thông tin để xác định nguyên nhân và cách thức tử vong, đồng thời xem xét liệu nhiệt độ cao có đóng vai trò trong vấn đề này hay không. Lãnh đạo cơ quan điều tra Lisa Lapointe cho biết, việc tiếp xúc với môi trường có nhiệt độ cao có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hoặc tử vong, đặc biệt là ở người lớn tuổi, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ và những người mắc các bệnh mãn tính. British Columbia đã đóng cửa các trường phổ thông và đại học vào hôm 28 tháng 6 do nhiệt độ tăng cao. Các nhà chức trách đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể số các đột tử ở Vancouver và khu vực Burnaby và Surrey gần đó. Cảnh sát Vancouver cho biết, các cảnh sát đã ghi nhận hơn 65 trường hợp đột tử kể từ khi đợt nắng nóng bắt đầu vào hôm 25 tháng 6. Nhiều ca tử vong là những người cao tuổi. Cảnh sát đang kêu gọi người dân thường xuyên kiểm tra tình trạng sức khỏe của người thân và cả hàng xóm. Khi đợt nắng nóng kéo theo nhiệt độ kỷ lục tại khu vực này vẫn tiếp diễn. Cơ quan môi trường Canada đã đưa ra cảnh báo cho British Columbia, Alberta và các khu vực ở Saskatchewan, Manitoba, Yukon cũng như các vùng lãnh thổ phía Tây Bắc cho biết đợt nắng nóng lịch sử kéo dài và nguy hiểm sẽ kéo dài trong tuần này. Tiếp theo chương trình là phần tin tức liên quan đến Trung Quốc. Gần đây, một người theo dõi quân đội Trung Quốc đã đăng một bức ảnh vệ tinh về hàng không mẫu hạm Sơn Đông vào đầu tháng 5 năm nay, cho thấy bong tàu dường như bị hư hại nghiêm trọng. Vào ngày 29 tháng 6, một Facebook nghiên cứu chiến lược quốc tế, vũ khí lịch sử chiến tranh và công nghệ quân sự đã đăng một bức ảnh vệ tinh được ghi lại vào ngày 9 tháng 5, nói rằng hàng không mẫu hạm của Trung Quốc Sơn Đông hư hỏng nghiêm trọng xảy ra trên bong có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng chiến đấu của tàu này. Trong ảnh, một cái bóng lớn hình chiếc nhẫn được khoanh tròn đặc biệt dường như chỉ thẳng vào dấu vết hư hỏng trên sàn đáp vết đen này trông hơi giống những vết nứt và lỗ nhỏ cư dân mạng đã bày tỏ quan điểm của họ về khu vực không xác định này một số người nói máy bay đã cất cánh có vẻ như có những vết nứt lớn trên bong khi cháy như thế này nguyên nhân là do tấm thép của bong gần đó không có khả năng chịu lực nếu có thì nhiệt của bong tàu trung quốc có vấn đề một số cư dân mạng cho rằng vị trí hư hỏng dường như không xuất hiện bóng đen trên diện rộng mà xuất hiện nhiều chấm nhỏ và nhiều màu theo chiều ngang nên nhận định đây không phải là hư hỏng. Một số người cho rằng đây có thể chỉ là việc các nhân viên làm sạch trên bong tàu. Hiện quân đội Trung Quốc chưa phản hồi sau khi xuất hiện các thông tin này. Hai hàng không mẫu hạm Liêu Ninh và Sơn Đông của Trung Quốc luôn là tâm điểm chú ý của thế giới bên ngoài. Chất lượng của các tàu chiến này cũng thường xuyên được đem ra mổ xẻ. Vào tháng 7 năm 2017, tàu Liêu Ninh đã cập cảng Hồng Kông The Apple Daily của Hồng Kông đã công bố những bức ảnh liên quan do Hoàng Đông Chủ tịch Hiệp hội Quân sự Quốc tế Macau cung cấp Đường nước của con tàu này bị rơi sơn, dỉ sét khá rõ ràng Những chi tiết như vậy cho thấy việc bảo dưỡng hàng không mẫu hạm này có vấn đề Hoàng Đông từng nói rằng hàng không mẫu hạm Liêu Ninh có ít nhất 3 sai sót chết người Thân tàu đã hơn một nửa tuổi thọ Thân tàu có nguy cơ gãy rất cao Máy bay dựa trên hàng không mẫu hạm không có khả năng chiến đấu hiệu quả Liêu Ninh là hàng không mẫu hạm đầu tiên của Hải quân Trung Quốc. Nó được cải tạo từ một hàng không mẫu hạm được Trung Quốc mua lại từ Ukraine vào năm 1998. Khi đó, nó chỉ có khung tàu mà không có động cơ, bánh lái và phần lớn các hệ thống vận hành khác. Năm 2002, chiếc tàu được vận chuyển về cảng Đại Liên và hoàn thiện tại đó. Mục đích mua tàu không được công khai cho đến tận tháng 6 năm 2011, khi chiếc tàu được đóng xong hoàn toàn. Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo, Tàu Liêu Ninh được sử dụng vào mục đích nghiên cứu và huấn luyện. Tàu Sơn Đông chính thức đi vào hoạt động vào ngày 17 tháng 12 năm 2019. Mặc dù truyền thông Trung Quốc khoe khoang, một số chuyên gia Mỹ đặt nghi vấn rằng tàu Sơn Đông có thể chỉ là một con hổ giấy lênh đênh trên biển. Vẫn tiếp tục với phần tin tức liên quan đến Trung Quốc. Thưa quý vị, ngày 30 tháng 6, Tổ chức Y tế Thế giới WHO tuyên bố Trung Quốc là quốc gia không còn bệnh sốt rét sau nỗ lực xóa bỏ căn bệnh này trong 70 năm qua. Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu Chúng tôi chúc mừng người dân Trung Quốc vì đã thoát khỏi bệnh số Z Ông Tedros nói thêm, Trung Quốc đã có được thành công này một cách khó khăn sau nhiều thập niên hành động có mục tiêu và bền vững Với thông báo này về việc xóa sổ bệnh số Z, Trung Quốc đã gia nhập danh sách ngay càng nhiều quốc gia đang chứng tỏ với thế giới rằng một tương lai không còn bệnh số Z là mục tiêu có thể đạt được theo hãng tin AFP, những nước đạt được thành công ít nhất 3 năm liên tiếp không có người mắc bệnh sốt Z tại địa phương có thể nộp đơn xin WHO chứng nhận không còn căn bệnh này. Họ phải cung cấp bằng chứng chính xác và chứng minh được khả năng ngăn chặn dịch bệnh xuất hiện trở lại. Trung Quốc trở thành nước thứ 40 được WHO chứng nhận không có bệnh sốt Z. Những quốc gia gần đây cũng vừa được chứng nhận như vậy là El Salvador năm 2021, Algeria và Argentina cùng năm 2019, Paraguay và Uzbekistan vào năm 2018. Trung Quốc là quốc gia đầu tiên ở khu vực Tây Thái Bình Dương được chứng nhận không còn bệnh sốt rét trong hơn 3 thập niên qua. Tại khu vực này, trước đó chỉ có Úc vào năm 1981, Singapore là năm 1982 và Brunei năm 1987 được chứng nhận. Thưa quý vị, mục tin tổng hợp sáng ngày 1 tháng 7 của DKN TV đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị mọi điều tốt lành hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo